ơi. Đập vỡ cây đàn tận đời, đập vỡ cây đàn. Người ơi, người ơi, tình ơi, tình ơi, đập vỡ cây đàn dần đời bạc trắng như vôi, giận người điên đảo quên lời. Đập vỡ cây đàn giận người con gái yêu đàn, buồn ơi buồn ơi, làm sao để vơi. Đập vỡ cây đàn giận người đôi trắng thay đen, giận đời trở như bàn tay. Thời gian để quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa xong ca với Hành Quốc Đại. Xin mời quý vị, 10 giây bắt đầu.
Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và lần đầu tiên thì cho phép Duy Dương đợi xin chào đến quý vị giám khảo và cùng quý vị khán giả hội trường hôm nay, cũng như cô chú anh chị em đang xem màn ảnh nhỏ, cũng là chúc sức khỏe, thân thương và trân trọng nhất ạ. Có vẻ như đây là lần đầu tiên Quốc Đại gặp Duy Phương. Không, đúng rồi, lần đầu tiên mà khi mà Phương bước ra và Phương cất tiếng hát đó, ôi trời, sao mà giọng đặc biệt dữ vậy. Không có gì hơn là mong rằng anh có một dịp mời em hát song ca cùng anh một ca khúc mà nào đó ngoài ca khúc này. Và hôm nay thì thật sự là khi mà hát cùng với Phương thì mình cứ thoải mái hát, mình không có nghĩ là mình hỗ trợ cả, mình chỉ nghĩ là mình hát cùng với một người đồng nghiệp khó giọng ca thật là hay, đúng không quý vị? Em bị ấn tượng với cái giọng hát của anh quá, đều chắc chắn, đều đẹp và quan trọng là lại rất là thật, cái tình cảm rất chân thật, em rất là thích. Anh cảm ơn em rất nhiều. Nói về hạt hay thì anh cũng bàn từ cái câu chuyện hạt hay của Duy Phương được rồi. Bởi vì em là một tiếng hạt nồng nàn, em hay từ ngày đầu tiên gặp. Và trong cái tiếng hạt của em nó có cái mộc mạc của một chàng thợ xây, nhưng có cái sự điêu luyện của một người nghệ sĩ. Dạ, anh Quốc Đại rất là nhiều, chân cảm ơn ạ. Rồi cũng Duy Phương cũng cảm ơn MC đẹp trai. Hồi nãy giờ rất là nhiều. Thôi anh được khen em nữa mà, em cảm ơn mũi đấy. Cảm ơn Duy Phương một lần nữa. Gặp em từ buổi xem nhà, giọng ca ngọt em xiết bao, lời ca bóng như lao sao mà lòng anh thấy sao nào nào, tựa như giấc mơ phương nào. Từ khi gặp em anh, lòng anh thầm nghe vấn vương, từ sau ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày đêm. Ai thương từ ai đây? Là diều bông chờ em chờ đến bao giờ, để anh dệt thêm giấc mơ, đành ngậm môi tương tư đau thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp. Rồi. Rồi ơi. Từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vấn nay, mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày đêm.
Anh luôn mong gặp em hoài cho lòng vơi hết đắng cay. Xin em chớ vội lấy chồng như người ta hát diêu mộng, như người ta tranh lá. Chưa đến bao giờ để anh dệt thêm giấc mơ, đành ngậm mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin hẹn em kiếp sau ta gặp nhau, đành ngậm mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh sau ta gặp nhau, đành ngậm mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Thưa quý vị, vừa rồi là màn song ca đầu tiên trong đêm nay. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như chúng ta chọn sẽ bấm phím A, không chọn thì bấm phím B. Mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị sẽ chỉ bình chọn dựa trên giọng hát và phần biểu diễn của người chơi. Anh Kim Tử Long sẽ chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng. 10 giây dành cho quý vị khán giả. Bắt đầu. Dạ, tại vì anh Kim Tử Long cũng em cũng rất là ngưỡng mộ ạ. Vì Lê Phương, chị nghĩ sao ạ? Khi mà bạn diễn của mình lúc trước hát chung bài này, bây giờ lại hát với một cô gái khác. Cách thể hiện của bạn Chi khác với cái giọng của Phương. Tại giọng của Phương thì trầm thấp, còn giọng của Chi thì cao, thanh. Cho nên là một cái giống như là một cái phiên bản mới thì nghe nó nhẹ nhàng thanh thoát. Cảm ơn chia sẻ của diễn viên Lê Phương. Và ngày hôm nay Khanh hy vọng rằng với cái sự hỗ trợ của anh Thanh Thức sẽ giúp cho tiếng hát của Mai Chi tỏa sáng và nhận được phần trăm bình chọn thật cao của quý vị khán giả tại trường quay. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn mọi người rất một nhiều. Một tràng pháo tay nữa dành cho tiết mục này ạ. Chú con lúa non xôn xao chào đón, bầy chim nghệ sĩ khoe khoang đón em đua nhau hòa đàn. Wow. Hey, anh xin về với em. Một tràng pháo tay dành cho cô ấy nào các bạn. Ta sao em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng, đồng xanh như gáy chưa con lúa
về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, tình quê hương đậm đà. Đường tre che mát đôi ta, có con chim sâu thì lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Đường tre che mát đôi ta, có con chim sâu thì lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Dạ. Chúng em xin ra mắt Quang Thiên hai họ. Dạ vâng ạ. Tối hôm nay em là vợ anh đúng không ạ? Em chào anh MC. Em xin chào tất cả quý vị khán giả. Lời đầu tiên cho phép vợ chồng Ngọc Thúy và Đại Nghĩa xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị. Trời dạ. Đến giờ em mới biết vợ em tên Ngọc Thúy. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là thời gian để cho chúng ta bình chọn cho tiếng hát của Ngọc Thúy. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và xin chào Ngọc Thúy, bạn hãy chia sẻ nhiều hơn về bản thân cho chúng tôi được biết nhé. Vâng ạ, Ngọc Thúy là ca sĩ và hiện tại thì Ngọc Thúy có kinh doanh riêng về mảng chăm sóc sức khỏe và chăm sóc tinh thần. Anh hỏi thiệt nha, bởi vì thật ra nếu như mà em được song ca cùng với một trong ba cái người còn lại ngồi trên kia thì anh nghĩ là có thể cái bài hát này sẽ còn hay hơn nữa. Em hát với anh cái bài này thì chắc có lẽ là nó cũng sẽ không có được giống như là em mong muốn đúng không? Dạ, nếu mà cho em được lựa chọn á thì em vẫn chọn chồng em, Đại Nghĩa. Cảm ơn em. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời. Khanh xin mời Tuấn Nghĩa. Ca khúc này đối với Nghĩa rất là dễ thương. Anh Đại Nghĩa cứ tự nói là chọn bất cứ ai ở đây cũng hay hơn anh Đại Nghĩa. Thế nhưng mà em nghĩ là không có ai lên trên đó và trình bày ca khúc này cùng Ngọc Thúy hay bằng anh đâu. Ngoài một cái giọng hát trời phú cho một cái người nghệ sĩ thì cái gương mặt và cái nét mặt nó vô cùng quan trọng. Thì Thúy đang là cái người sở hữu một nụ cười rất tươi sáng và đôi mắt biết cười. Nên là thành ra cái phần khi mà Nghĩa có thấy rằng là cái việc mà mình biểu diễn giao đãi với anh Nghĩa trong cái bài này đối với Thúy nó là một cái điều rất đơn giản. Và hai người ăn xăm ăn nhập với nhau giống như kiểu đã từng tập với nhau từ trước đây rồi. Bạn vừa giống một người ca sĩ, vừa giống một người diễn viên trên cái sân khấu với cái tiết mục này nha. Nó đã cả phần tai, nó đã luôn cả phần nhìn với Hải Yến. Nên là chúc mừng Thúy ngày hôm nay. Và vẫn lại là cái câu đó, không ai có thể hát hợp với Thúy hơn anh Nghĩa ngày hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Và một lần nữa cảm ơn anh Đại Nghĩa vì đã hỗ trợ hết mình cho Ngọc Thúy tỏa sáng trong tiết mục này. Cháy nắng không tên
xa núi tiếc mây giấc mơ ban đầu. Riêng con tim yêu hay cố quên, có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ ước. Giọt sầu nào vỡ nát trong tim, mong người vô giấc bao đêm. Ngậm ngùi cõi mơ nghe như trời vơi khi bao yêu đương múa màu. Em đi mang theo vầng trăng thua nào để bầu trời hoa. Mời quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho người chơi vừa hát với anh Nguyễn Đình Vũ. Thời gian 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ vâng, và lần đầu tiên thì cho phép em xin gửi lời chào đến anh Nguyễn Đình Vũ, chị Hải Yến, anh Nghĩa và chú Nghĩa ạ. Em ơi, anh cần liều thuốc cho trái tim. Nghe câu này xong cần uống thuốc. Anh Nghĩa và chú Nghĩa. Ông trẻ. Đúng rồi, 3-4 thế hệ của nhỏ mà. Vâng, và em chào anh Khanh, chào tất cả quý vị đang có mặt tại trường quay và chào tất cả mọi người đang xem đài ạ. Dạ, em là Duyên Minh ạ. Và hiện em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của em là ca sĩ tự do ạ. Xin chào Dương Minh. Cậu bé mà sáng sân khấu, một cái giọng hát dễ nghe. Cái giọng hát nó phù hợp với đại chúng á. Ra sân khấu, sáng đẹp, hát hay, dễ thương là được rồi. Thôi hát với anh có bị áp lực không, trả lời thiệt. Vui anh. Dạ vui là được. Dạ. Sao Chiến? Cho em mấy lời nhận xét kìa chị. Chị thì chị thấy là không phải thế đâu. Nhưng mà thôi thì em hỏi chị cũng đành phải thế thôi. Thật ra thì như này là em thì có cơ hội gặp Dương Minh rồi. Bởi vì bạn ấy tham gia một cái cuộc thi dành cho sinh viên và em làm giám khảo. Bạn ấy có một cái giọng rất là đặc biệt. Tức là nếu mà có thể để hát những bài hát của nữ, bạn ấy cũng có thể hát được luôn. Cho Khanh hỏi Dương Minh là trong số các bài hát mà bạn tập trong chương trình này á, bạn còn thích ca khúc nào nữa? Bài nào em cũng thích. Bài nào cũng thích. Bây giờ nếu được hát một câu tặng quý vị thì bạn chọn bài nào? Em sẽ hát một bài Nếu Điều Đó Xảy Ra. Xin mời. Không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng nơi băng giá, như ánh sáng như mặt trời. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành tình cảm cho tiếng hát của Dương Minh. Chúng ta vừa được thưởng thức màn song đấu của Lê Huy và Lê Quốc Phú. Và quả thật đây là hai màu sắc âm nhạc rất riêng biệt. Bây giờ sẽ là 10 giây để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như quý vị chọn Lê Quốc Phú, nhấn phím A. Chọn Lê Huy thì nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Đây là thời gian bình chọn đã kết thúc. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Bây giờ Khanh rất muốn nghe những chia sẻ của các vị khách mời. Tôi đang xem gì thế này? Một trận đấu hay một tiết mục? Một bên thì cổ điển, vững vàng. Một bên phải thích nghi theo những cái giai điệu khó. Trong khi bạn mê rock nhưng mà phải hát thêm một bài kiểu này với em. Sáng tạo vô cùng. Giữa hai người nếu mà để chọn chấm điểm, xin lỗi, cũng không thể chọn được. Cảm ơn Đình Vũ nhiều. Đó là suy nghĩ của anh Nguyễn Đình Vũ. Thế còn Tuấn Nghĩa thì sao? Anh Huy thì
anh có cái sự trả lời rất là rõ ràng. Anh hát mà kể cả những cái anh hát nói đừng khóc nữa, rồi anh đẩy lên theo từng cái cung bậc một, nó dìu được cái cảm xúc của người nghe. Cái này thì em thấy là không phải là ca sĩ nào cũng có thể làm được. Cảm ơn những chia sẻ của Tuấn Nghĩa. Không biết chị Hải Yến và anh Đại Nghĩa nghĩ gì? Cá nhân Hải Yến nhá, Yến sẽ không đặt hai giọng hát của bạn lên bàn cân để cân, bởi vì hai bạn hoàn toàn là hai cái sở trường khác nhau. Nhưng cái điều mà Yến nghĩ rằng các bạn đang làm được trong một cái buổi tối của cái chương trình Song Ca Giống Mặt ngày hôm nay đấy chính là mang lại một cái tiết mục vô cùng đặc sắc và tạo rất nhiều cái bất ngờ. Anh Lê Huy, em chỉ dùng một từ, anh hát rất đời luôn. Còn với Quốc Phú là một người đàn ông trong mắt của Hải Yến nha, cực kỳ trữ tình, lịch lãm. Cái màn so đấu này sẽ là một cái sự lựa chọn vô cùng khó với tất cả quý vị khán giả ngồi đây. Yến rất cảm ơn cái tiết mục này bởi vì là nó mang lại cho Yến rất nhiều cảm xúc khi đến với chương trình Song Ca Giống Mặt. Cảm ơn hai người rất nhiều. Yeah. Cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến. Các bạn vừa mới chia sẻ với Phú và Huy thì có lẽ là Phú và Huy cũng sẽ nhận ra một cái điều như thế này. Để là một người nghệ sĩ thành công và đặc biệt là trong vai trò là một ca sĩ á, chúng ta phải đa dạng, phải màu sắc trong cái cách hát của mình. Khi chúng ta biết dung hòa tất cả mọi cái với nhau. Với Phú, em sẽ có nhiều trải nghiệm nữa khi tuổi đời của em ngày càng lớn hơn. Cái cách hát của em nó sẽ đời hơn một chút, nó mộc hơn một chút. Cộng với cái giọng đẹp vốn có của em, nó sẽ vừa vặn và nó sẽ hấp dẫn người nghe. Với Huy cũng như vậy, cá tính của em có rồi, rất là mạnh mẽ. Sự nổi loạn, sự cuồng nhiệt trong em có rồi. Nhưng nếu như mình cần có một chút điềm tĩnh lại, đầm lại một chút, thì có lẽ nó sẽ cân bằng được với những cái sản phẩm âm nhạc mà mình sẽ gửi đến với khán giả. Thì chắc chắn là các em sẽ nhận được nhiều sự yêu thương đón nhận từ phía quý vị khán giả. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Và bây giờ chúng ta phải đợi vào kết quả bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay mà thôi. Tỷ lệ đó là bao nhiêu? Hãy cùng Khanh hướng mắt lên màn hình. 51% và 49%. Nghĩa là người chơi giành chiến thắng tại Song Ca Giấu Mặt sẽ nhận được 51% là phần trăm bình chọn của khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay để dành cho các bạn. Đó là giọng hát. Đã từng song ca với ca sĩ Tuấn Nghĩa trong chương trình này. Rồi ok. Ủa, hai người luôn. Cả hai đều từng song ca với Tuấn Nghĩa hả? Kết quả của chúng tôi sẽ có ngay bây giờ. Xin chúc mừng Lê Quốc Phú. Chúc mừng Lê Quốc Phú là người chiến thắng tại Song Ca Giấu Mặt. Bạn đã nhận được 51%. Và số tiền mang về Lê Quốc Phú có 10 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Và chúc mừng cho Tuấn Nghĩa. Đây là người chơi đã song ca với Tuấn Nghĩa. Theo thật khẽ
bàn chân cùng bước đời cùng nhau ngồi dưới hiên nhà đón cơn mưa hạ. Em khóc một mình. Còn hỏi xa cách xa
đi những phần bèo trôi. Woo! Anh cứ đặt chân không được. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian để quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với chị Nguyễn Hải Yến. Thời gian 10 giây bắt đầu. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho phép em xin gửi tới bốn vị khách mời cũng như anh MC và toàn thể quý vị có mặt trong trường quay buổi tối ngày hôm nay. Thì em tên là Hà Tiểu Ni ạ. Tên đẹp quá vậy. Xin chào Hà Tiểu Ni. Công việc hiện tại của Ni là ca sĩ chuyên nghiệp hả? Dạ em ca sĩ bán chuyên thôi ạ. Ca sĩ bán chuyên, vâng, rất khiêm tốn. Bởi vì giọng hát của bạn rất hay. Và khi mà bạn vừa bước ra thì cái ngoại hình này làm Khanh nghĩ đến ngay ca sĩ gốc hát bài này đúng không anh Quốc Thiên? Giống quá, giống chị Linh đúng không? Giống bạn Linh đúng không? Rồi người bạn thân kìa lên tiếng đi. Dạ. Nhìn cái vóc dáng và cái mái tóc thì Linh cũng đang để cái mái tóc này cũng rất là giống. Hôm nay khi mà nghe chị Yến với Tiểu Ni hát thì Thiên thấy được cái sự chắc chắn của cả hai người ấy. Bạn giữ được cái sự bình tĩnh trong giọng hát, cái sự tự tin để hát. Cái điều đấy là điều mà Thiên rất là khích lệ. Còn về cái bài hát này thì một bản phối mới. Và Thiên thích cái cách hát lưu trai của bạn. Nó rất là ma mị. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Thiên. Và hơn hết là chị Nguyễn Hải Yến và Hà Tiểu Ni chưa hề tập luyện với nhau. Dạ. Dạ, đó mới là sự ăn ý mà chúng ta đang thấy. Anh dạ. Minh Luân, anh nghĩ gì? Hai cái tiết mục mở màn ngày hôm nay nó quá ấn tượng đi. Thật sự hai bạn quá bản lĩnh, tức là từ bạn Bình cho đến bạn Ni cũng vậy. Nếu mà được lựa chọn giống như khán giả ngồi đây là chắc chắn là Luân sẽ chọn phím A. Dạ vâng. Để cho lựa chọn cho Ni. Cảm ơn chia sẻ của anh Minh Luân. Và đó chỉ mới là hai người chơi trong số 8 người chơi mà lần lượt chúng ta sẽ gặp họ sau 2 tuần phát sóng. Khanh cũng muốn khẳng định lại ở một điểm là chương trình đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và đã sàng lọc được chọn ra những giọng hát có thể hát được nhiều dòng nhạc khác nhau. Điển hình như là Võ Nghi Bình mà chúng ta đã nghe vừa rồi, bây giờ là Hà Tiểu Ni. Còn bây giờ thì Khanh xin một tràng pháo tay nữa dành cho tiết mục của chị Nguyễn Hải Yến cùng với Hà Tiểu Ni. Tình mình giờ như khói mây mà thôi. Dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi. Dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi. Dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi. Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anh. Hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn xa anh. Hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh. Dẫu biết tình ta đã không. Phút giây mình bên nhau còn đâu hỡi anh, vì sao anh đã cất bước ra đi. Bao ngày qua khi bóng anh dần xa, ân tình từng như đã nhòa. Nhưng trong lòng em vẫn thầm mong có anh. Người yêu ơi xin anh hãy trở về. Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi. Lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi. Dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi. Dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi. Hãy nói là cuộc đời này anh chỉ yêu mình em. Hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn sai. Hãy nói là cuộc đời này em. Ân tình từng như đã nhỏ, như trong lòng anh vẫn thầm mong có anh. Người yêu ơi xin
lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi. Dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi, hãy nói là cuộc đời này anh chỉ yêu mình em. Hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn say. Hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh, dẫu biết tình ta đã không thay. Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khó như ấy trong dân chơi, dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi, dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi. Hãy nói là cuộc đời này anh chỉ yêu mình em. Hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn say. Hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh, dẫu biết tình ta đã không thay. Hãy nói là cuộc đời này anh và quý vị khán giả tại trường quay thân mến, bây giờ sẽ là thời gian để quý vị bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Em sẽ không như chị Yến vận động vote đâu, nhưng mà mọi người hãy vote cho bạn ấy ạ. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều, và cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Dạ vâng ạ, lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh MC Bạch Công Khanh, lâu quá không gặp anh. Dạ, và cũng gửi lời chào đến tất cả, đến 4 vị khách mời ngày hôm nay. Và chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Phan Yến Nhi. Chúc mừng Yến Nhi, với riêng cảm nhận của anh thì ngày hôm nay em rất tuyệt vời. Dạ, em cảm ơn anh. Ngày hôm nay với cái cách mà bạn Nhi, bạn ấy đang làm trong cái bài hát này, thì với cá nhân của Yến, đây là lần đầu tiên Yến gặp Nhi, và cũng là lần đầu tiên Yến nghe Nhi hát, thì Yến thấy là nó vừa đủ. Đấy là cá nhân Hải Yến nha. Cái điều này á, điều này là cùng chung suy nghĩ với lại Yến nha. Đúng rồi. Đó, bắt tay. Bây giờ cho Khanh hỏi Yến Nhi nè, bây giờ trong 8 bài hát mà bạn tập trong chương trình ngày hôm nay á, bạn mong muốn sẽ được hát ca khúc nào nhất? Dạ, cái bài hát rất là hit trong thời gian vừa rồi, mà có thể sẽ được hát với anh Thiên nữa. Ồ, xem như em chẳng may ạ. Thế thì bây giờ bạn hãy gửi tặng cho chúng tôi một câu trong ca khúc này nhé. Đúng rồi. Dạ vâng ạ. Xin mời. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dại khờ thôi khi đàn bàn tay, yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây, thân gầy xem như em chẳng may. Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa, gương cười khi biết em là người giữa hai người, còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngon tình quá dư thừa. Em không muốn nghe. Và cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã dành những lời khen cho Phan Yến Nhi. Và Khanh tin chắc rằng tiết mục đó cũng đã chạm đến trái tim của tất cả quý vị khán giả tại đây. Bây giờ sẽ là tiết mục Vị Ngọt Đôi Môi, mời quý vị thưởng thức. Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành, trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lỗi, bước qua gian dối người ơi. Anh nhìn em cứ thế trong đây, mắt em dịu dàng. Em nhìn anh một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Muốn nói thế nhưng cần chi phải nói, hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như đứng yên lại, quá điên dại ôi chiếc hôn nồng, giữa hơi thở để mê ngây ngất đắm say vị ngọt đôi môi. Cho dù
chưa trầm luôn muôn nghìn kiếm vẫn yêu một mình em thôi. Làm sao biết ai hay lừa dối? Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối. Trái tim tự tìm ra lối bước qua gian dối người ơi. Em nhìn anh cười tươi trong đáy mắt em dịu dàng. Mắt em dịu dàng. Em nhìn anh một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Dù phải chịu trầm luân muôn nghìn kiếp vẫn yêu một mình em thôi. Khi thời gian như đứng yên lại quá điên dại, ôi chiếc hôn đầu giữa hơi thở đêm mê người ngất đắm say vì ngọt đôi môi. Cho dù mai vượt đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời. Dù phải chịu trầm luân muôn nghìn kiếp một mình em thôi. Dù phải chịu trầm luôn muôn nghìn kia vẫn yêu một mình em thôi. Yeah. Bài chuyển tâm khó dữ. Thưa quý vị, bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. À. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ, em xin chào tất cả các khách mời ngồi đây ạ. Em xin chào các khán giả ở trường quay cũng như đang theo dõi chương trình. Em tên là Khánh Huyền ạ. Xin chào Khánh Huyền. Bạn đến từ đâu? Dạ, em đến từ Hà Nội ạ. Hiện tại đến bây giờ em là ca sĩ tự do ạ. Ngày hôm nay bạn cảm thấy như thế nào khi được song ca với anh Quang Hà? Dạ, đây là lần đầu tiên em song ca. Cũng hơi run ạ. Có hạnh phúc không nào? Dạ, rất là hạnh phúc. Tại vì Khánh cảm thấy anh Quang Hà thật sự hỗ trợ cho bạn trong tiết mục này. Vì mình là cái người bổ trợ mà, thế nên thôi thì mình chấp nhận cái vai trò là thôi hát lép vế một chút xíu và đưa tất cả những câu hát hay nhất, những quãng đẹp nhất cho Khánh Huyền. Còn bản thân Hà thì Hà nghĩ rằng là Khánh Huyền là một ca sĩ trẻ, một cái giọng hát cũng khá là nội lực. Thế nhưng mà đôi khi lên sân khấu còn hơi rụt rè một chút xíu. Cảm ơn chia sẻ của anh Quang Hà rất nhiều. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Nguyễn Văn Trung. Anh thấy thì giọng của Huyền rất là quyện với lại giọng của anh Quang Hà. Bởi vì cái màu giọng và cái phong cách hát, cái cách nhả chữ hay làm cái bài hát đó, nó gắn kết với nhau. Nhưng mà anh muốn là trong cái bài hát này, từ cái nội dung đến cái tiết tấu của nó là nó phải cho người ta cảm thấy được cái sự đê mê, cái sự say mê trong đó. Anh tiếc là hồi nãy Huyền ở trong đó nên Huyền không có thấy được cái phản ứng mà Quỳnh đã tạo ra với lại cái bạn trai số 2 á. Nó say mê lắm. Không, nhưng mà anh phải thông cảm là tại vì Huyền có nói là đây là lần đầu tiên Huyền song ca luôn. Lần đầu tiên. Đó. À, cho không nên... sao em, dạ. Lần đầu tiên thì không sao. Ngoài lý do đó ra thì còn áp lực nào khác không? Khánh Huyền. Dạ, đừng bà không mọi thể người nở một em nụ cũng... cười tươi như thế hoài được đâu. Cười là có nhiều anh chết mê chết mệt đấy. Điển hình như anh Nguyễn Hoàng Duy. Ấy chết anh. Vợ anh hay xem chương trình, vợ anh thấy là anh lại bị cấm túc không có được cho tiền ăn sáng đấy. Nghiêm túc mà nói thì anh rất là thích giọng của Huyền. Hôm nay anh có cảm giác Huyền hơi bị nhát.
giá như mà em mạnh dạn em xông lên một phát là cả hai người xông ca thì rất là hay. Vì anh cảm thấy là bên trong em cái nội lực nó vẫn còn rất là nhiều. Và có những lúc khoảnh khắc thôi, có những khoảnh khắc đâu đó em quên mất rằng là tất cả mọi thứ em gạt bỏ hết thì em hát những cái đoạn ấy rất là hay. Hoặc có thể đây không phải là sở trường của Khánh Huyền. Đúng rồi. Trong số 8 bài hát bạn phải tập thì đây có phải là ca khúc nặng nhất không? Dạ, thật ra thì trong 8 ca khúc mà em tập thì em có thích ca khúc Chiếc Khăn Gió Ấm hơn ạ. Và bạn mong muốn được diễn bài đó nhất. Hai người rụt rè là hợp rồi. Chắc chắn là của nhạc sĩ rồi. Bây giờ bạn hát tặng anh Nguyễn Văn Chung một câu đi nào. Anh cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin và tình yêu hai chúng ta. Trời, em thấy anh Chung anh ấm toát mồ hôi luôn nè anh. Chung hôm nay có mang theo cái khăn nào không? Anh giống như là một cục đá lạnh. Nếu mà anh và Hà là một nhóm lửa thì anh là một cục đá lạnh mà em đã làm anh tan chảy luôn. Và anh có ước gì hồi nãy không? Là mình đã bấm với lại Khánh Huyền để mình cùng xong ca bài này. Không, tại anh chưa tới lượt đó. Vâng ạ, một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay cho cô gái Khánh Huyền. Một tiếng hát rất đẹp và hy vọng rằng bạn sẽ nhận được bình chọn của khán giả thật cao nhé. Mình có cảm giác mình là một ca sĩ. Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Chào em. Xinh quá trời. Trong giấc mơ êm đềm, gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng muốn cho em yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ, để tim em còn cao và da diết trong nỗi nhớ, dường như em nhớ về anh. Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tâm tư ghi trong bao thư vẫn chờ, gửi trong đêm một niềm tin trong đêm đông lung linh, dù tan bao giá băng. Oh baby, I'm falling in love with you. Yeah. Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon.
quá trời. Dễ thương quá. Dễ thương quá. Kinh quá. Bây giờ sẽ là thời gian để cho khán giả bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Làm nhớ lại một trong những mối tình đầu. Quý vị khán giả ơi, chúng ta có 10 giây ạ. Xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái này. Chia. Dạ, và lời nói đầu tiên cho em gửi lời chào trân trọng nhất đến quý vị khách mời, quý vị khán giả. Em xin gửi lời chào đến anh Bạch Công Khanh, anh Nguyễn Văn Trung. Chú Nguyễn Văn Trung, chú. Dạ, anh đi cho trẻ. Là anh à? Dạ, tên của em là Kim Nguyên ạ. Mọi người thường gọi em là Jun Nguyên. Jun Nguyên. Dạ. Anh cảm giác như thế nào khi nghe hồi nãy là anh đã ước gì là được nấy. Anh ước như là một cái ánh mặt trời nó soi sáng, nó sưởi ấm một cái cục đá lạnh, thì anh bây giờ anh đã chảy hết rồi, anh thành nước luôn rồi. Bị bạn làm tan chảy đúng tan không? Tan chảy luôn rồi. Vì cái độ dễ thương này. Dễ thương, năng lượng, yeah. Nhiệt huyết, trong sáng, ngây thơ, đáng yêu và xinh đẹp nữa. Xinh đẹp. Và quan trọng nhất là giống như một trong số những người yêu cũ của anh. Yeah. Một trong số những người yêu đầu tiên. Trong tiết mục này thì Hà cảm thấy rằng là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung có lời. Bởi vì cảm thấy rằng là bạn ấy khoác rũ bỏ toàn bộ những cái gì nó đĩnh đạc, nó chững chạc và nó trở thành một cái rất là hồn nhiên. Nắm tay nhau nhảy tung tăng như là học sinh với nhau đó. Hai cô cậu mới lớn rất là đáng yêu. Và ngày hôm nay Nguyễn Văn Trung phải cảm ơn em gái. Bởi vì em ấy mang một cái năng lượng rất là tích cực và nó xóa tan toàn bộ những cái gì mà Nguyễn Văn Trung đã đặt ra, có như là một cái đĩnh đạc, một cái chững chạc, một cái gì đó nó hơi lạnh lùng một chút xíu. Thì ngày hôm nay trên sân khấu Nguyễn Văn Trung tung tăng và rất là hồn nhiên. Thế còn anh Nguyễn Hoàng Duy, hồi nãy lúc mà anh Hà nói á, là bé Kim Nguyên mang đến cả một bầu trời tích cực á, là nó xua tan đi cả một bầu trời tiêu cực trong Nguyễn Văn Trung. Hay quá rồi, em tâm đắc câu này nhất ngày hôm nay. Không, nhưng mà thực ra là cái này là rất là vui cho bạn Trung luôn á, nghiêm túc luôn. Đúng, và thật mà. Em cảm nhận một cái thứ nó sâu sắc hơn đối với lại bản thân của Duy á, một cái ca khúc nó hay. Đó là một cái ca khúc mà nó luôn tồn tại ở trong những người khán giả yêu mến nó. Và khi cái ca khúc nó vang lên ở bất cứ một cái thời điểm nào thì cái người mà đã từng yêu mến nó đó, họ sẽ được sống lại ngay cái khoảnh khắc mà cái lúc họ đã từng yêu mến ca khúc đó. Và ca khúc vừa rồi, cặp song ca vừa rồi đúng nghĩa là mang Duy quay về với hơn một chục năm trước, lúc mà ca khúc này mới được ra đời. Và cảm giác như là cái sự thanh xuân của Nguyễn Văn Trung cũng đã quay lại, xóa tan đi cả một bầu trời tiêu cực trong cậu ấy. Thế còn Duyên Quỳnh, bạn nghĩ gì? Dạ, em cảm thấy rất là hả dạ. Tại vì lúc nãy anh Trung ảnh rất là chì chiết em. Khi mà cái bạn nam ở căn phòng của em mở ra, anh không quan tâm. Đúng rồi. Vì anh đang sống trong cái cảm giác cái của cảm một cậu của bé mới lớn, thanh xuân. Và từ đó giờ phiên bản của Kim Nguyên anh nhận thấy như thế nào? Anh muốn có một vài lời gửi đến cho Nguyên. Là anh cảm ơn em. Em thêm được vào cái nguồn năng lượng tích cực của bài hát và cái hơi thở của các bạn Gen Z bây giờ. Cái đoạn rap em viết á, nó làm cho anh cảm thấy là cái bài hát của mình nó có thể sống mãi. Dạ. Yeah. Anh có hài lòng với đoạn rap đó không? Anh rất là thích cái đoạn rap đó. Bạn viết đoạn rap đó, bạn có xin phép tác giả chưa đó? Không cần. Không cần hay thì không cần. Bây giờ Nguyên ơi, trong số 8 bài hát á, bạn chuẩn bị thì bạn thích bài nào nữa? Cái khúc Ngồi Bên Em. Ồ. Ngồi Bên Em. Đây là thông điệp từ vũ trụ rồi. Lẽ mình hát tiếp luôn hả? Bạn chúng có thể hát thử một câu Ngồi Bên mình Em. Mình là hai người hát thử luôn đi. Xin mời. Dạ thì em xin phép. Ngồi bên em mãi mãi không rời xa nhé anh, để vòng tay em che chở anh ngày đêm. Chẳng mong thêm điều chi, chẳng mong thêm điều gì, chỉ mong có anh kề bên mãi tươi cười. Hay quá. Một tràng pháo tay nữa cho Kim Nguyên thưa quý vị. Cảm ơn Nguyễn Văn Trung rất nhiều vì đã hỗ trợ cho Kim Nguyên để bạn tỏa sáng trong tiết mục này. Quay trở lại và một ngày mãi như hai người bạn, một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn.
vì trong này có câu có vai anh và vai em thì hai bạn không biết thế nào đây, nhưng mà em xối em hơn. Dạ bạn. Có thể sẽ thay vai anh cho em được. Em đã bớt sự lo lắng rồi. Tình yêu đâu cho xa xăm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại, và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường, dường như là vẫn thế em không trở lại, và mai là như thế anh không trẻ lại, dòng thời gian trôi nhiều năm xa hạnh phúc em muốn bên anh. Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bên anh như ngày hôm qua. Hay quá, hay quá. Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn, một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn âu thơ. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về, lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh, như chính em cô gái đến từ hôm qua. Tình yêu đâu trôi xa xương để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại, và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường, dường như là vẫn thế không trở lại, mãi mãi là như thế anh không trẻ lại, dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảnh khắc. Quý vị khán giả tại trường quay, chúng ta sẽ bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Thời gian 10 giây, xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và lát nữa chúng ta sẽ biết kết quả. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với cô gái này. Xin chào em. Dạ vâng ạ. Đầu tiên cho phép em được gửi lời chào trân trọng đến các anh chị khách mời. Em chào anh Bạch Công Khanh và Trini xin kính chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay hôm nay, cũng như quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thông qua sóng truyền hình. Tiếng hát của Trini rất là đặc biệt. Anh Nguyễn Văn Trung, anh có nghĩ vậy không? Anh cảm thấy rất là xúc động với tiết mục này. Bởi vì thứ nhất, đây là một bài hát rất là hay. Và thứ hai, nếu như Quỳnh là cái cô gái của ngày hôm qua thì Trini là cô gái của bây giờ, và làm cho Trung đang có cái cảm giác là cô gái này đang đối thoại với chính mình của ngày hôm qua, sau khi trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống. Bởi vì cái giọng hát của Trini nó rất là sâu lắng, nó rất là da diết và nó rất là từng trải. Và khi nghe hai bài hát, rõ ràng Trung có cái cảm giác như vậy, và Trung thấy xúc động về cái điều đó. Một cô gái trải qua vui buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có, và khi mà nhìn vào trong gương, nhìn thấy chính cái thanh xuân của mình ngày tươi trẻ, và bây giờ mình đang hiện tại, mình vẫn đang hài lòng với cuộc sống của mình. Xin chúc mừng cả hai bạn, tuyệt vời. Thế còn Nguyễn Hoàng Duy anh nghĩ gì? Anh thấy là bạn anh vừa quay lại là bạn anh rồi đó. Chính rất là sâu sắc. Dạ. Rất hay, rất hay. Hai bạn thực sự là rất là hòa quyện vào với nhau đó. Trini có cái quãng giọng của em rất là hay. Nói chung là cả ba người tụi anh đều được em chinh phục. Chúc mừng cho hai bạn hôm nay, tiết mục này rất tuyệt vời. Cảm ơn Nguyễn Hoàng Duy ạ.
Và chính anh Quang Hà cũng đã phải đứng lên vỗ tay cho Trini. Ngày hôm nay, cái viên tước mông này Hà đứng lên để Hà có thể thưởng thức trọn vẹn, có thể đu đưa, có thể hát theo, hòa nhập theo cái giọng hát của hai bạn. Đó là một tiết mục Hà nghĩ rằng là hoàn toàn là xứng đáng. Cảm ơn Quang Hà. Và Khánh hy vọng rằng Song Ca Giấu Mặt sẽ là một cái nơi mang tiếng hát của bạn ngày càng gần hơn nữa. Dạ vâng, em cũng mong thế. Bây giờ hát tặng cho chúng tôi thêm một câu trong một ca khúc khác ngoài ca khúc này trong số 8 bài hát được không nào? Có hai ca khúc mà em rất là trông đợi để được trình bày. Đó là một là ca khúc này, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Và thứ hai là bài Người Hãy Quên Em Đi. Cho phép em được thể hiện một phần nhỏ ca khúc đó. Xin mời Trini. Dạ. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Nếu anh không còn gì để vương vấn thì hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy yêu em đi. Cảm ơn Trini rất nhiều. Việt Nam mắt người sáng quắc, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh, nghe tin con vẫn còn ngày xanh. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đô anh mua áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai.
thương nhớ biết bao nhiêu rồi. Nếu vắng em một ngày thì là một ngày chẳng vui. Nếu luôn có em bên mình hẳn là năm tháng ý xuân không ta. Nếu thấy em lo buồn thì lòng này còn buồn hơn. Sẽ là thời gian bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Xin mời. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Hai bộ đồ giống màu nhau. Đâu có biết đâu. Thích ăn bánh cốm thì mặc bộ xanh cốm thôi. Hả? Ngày rất là đều nhau nha. Không, cái này là tâm linh tương thông. Em thiệt. Thấy rõ ràng là nhảy là đều nhau. Dạ không, tại vì có cái nhịp sẵn. Xin chào bạn, bạn hãy tự giới thiệu về bản thân mình nha. Dạ, em xin chào tất cả các anh chị ban giám khảo cùng anh MC và tất cả các bạn có mặt tại trường quay ạ. Em tên là Phương Thảo ạ. Bạn đến từ đâu ạ? Dạ, em là người con của Quảng Ngãi ạ. Ủa? Gần luôn. Đó. Anh ở đâu? Anh Quảng Nam, Đà Nẵng.
Anh hay nhận người quen quá. Dạ, thêm một thông tin trùng hợp nữa rồi đó quý vị ơi. Ở gần nhà nhau. Dạ, nhận vậy thôi chứ Quảng Nam với Quảng Ngãi nó vẫn xa lắm ạ. Mặc dù là cái sự phối hợp của hai anh chị một tiết mục rất là ăn ý với nhau, nhưng mà em vẫn tin đây là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên. Và bởi vì thực sự là em là rất thích màu xanh chuối. Nếu em biết chị này mà mặc xanh chuối là em chọn chị rồi đó. Chứ đâu đến lượt anh Nam Cường. Ôi em làm gì tới cơ phiên anh chỉ qua tới Cường. Cảm ơn Gấm rất nhiều. Giọng hát rất là nội lực. Hát rất là chắc. Và vũ đạo, bạn có vũ đạo nữa. Cho nên là bạn nếu mà đi theo cái con đường gọi là giải trí thì rất là phù hợp và rất dễ lấy được khán giả. Bởi vì cái năng lượng ở bên trong bạn có, để có thể thu hút được người khác tới với bạn. Thật sự là khi mà em bước ra có nói, ôi trời, sao màu xanh luôn vậy. Em guộc tôi hay quá, tín hiệu nhận được hay quá. Và khi em bước xuống biểu diễn nữa thì đúng như Nam Cường nói, cái phong thái của em rất tự nhiên, rất bản lĩnh sân khấu. Và em đã biết nhìn và biết nghe để lần đầu tiên kết hợp cùng Nam Cường, mà cái sự biểu diễn của em nó cũng ghê gớm và dữ dội, tạo nên một đêm thật là huyền diệu. Dạ. Không biết cảm nhận của Long Nhật thì sao? Từ đầu chương trình đến bây giờ, sự thật là Long Nhật ngồi ở đây và cả một thanh xuân tươi đẹp nhất trong cuộc đời nghệ sĩ của Long Nhật nó ùa về. Và hôm nay các em biến cả buổi sân khấu của Sóng Cả Giọng Mặt thành một cái đêm huyền diệu, mà Long Nhật ngồi ở đây cảm giác mình đang đi làm mỗi đêm của cái thời mà nhỏ nhỏ bằng mấy đứa đó. Cảm ơn các em, cảm ơn chương trình. Cảm ơn anh Nam Cường và Phương Thảo rất nhiều. Chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Trùng phượng phi em cầm là tuổi tôi 18, thừa chẳng ai hay thầm lặng. Trường áo lụa xong.
nào xa. Tuyệt vời, thưa quý vị, một tràng pháo tay nữa dành cho Phượng Hồng. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây dành cho quý vị, bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn, bạn đến từ đâu ạ? Dạ, em xin chào anh MC Bạch Công Khanh. Em xin chào bốn vị giám khảo và quý vị có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Kính chào các khán giả đang xem chương trình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Xuân Dũng. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đến từ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ạ. Dạ. Xin chào Nguyễn Xuân Dũng. Ca khúc vừa rồi có phải là một cái dòng nhạc mà bạn yêu thích hay không? Em thì theo dòng nhạc chính đó là dòng thính phòng và bán cổ điển. Dạ. Nhưng mà khi mà được chị chọn hát bài này thì em cảm thấy là trong mình dạo dực một chút gì đấy, quay trở về tuổi học sinh, sinh viên ạ. Vâng ạ. Đó là chia sẻ của Nguyễn Xuân Dũng. Thế còn Hồng Gấm? Đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất của em trong ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì bạn rất là đẹp trai. Và mọi người nghe thì mọi người biết là bạn này chuyên về thính phòng. Nhưng qua cái ca khúc này thì Hồng Gấm cảm nhận được bạn thể hiện cái cảm xúc nó rất là dạt dào. Mà ánh mắt thì long lanh nữa. Thì không biết là bạn có nhớ về một cái kỷ niệm nào thời đi học và mối tình nào đó hả? Ngày xưa em đi học ấy thì nói chung là cũng có một chút gọi là tình yêu mà cũng nảy nở hơi sớm một chút. Một chút thì là bao là lâu chút và bao nhiêu em? Dạ, bao nhiêu mối tình và là lúc đó là bao nhiêu tuổi? Dạ có một chút nhớ nhớ, một chút thương thương. Thực ra là bây giờ để mà đếm thì thôi em không xin phép không đếm. À biết rồi, đếm số nhiều. Thế đó. Số nhiều, số nhiều, số nhiều. Nhưng mà Gấm nghĩ là nó động lại được trong bạn cái cảm xúc đó để bạn có giọng hát như ngày hôm nay. Dạ. Rõ ràng là khi mà Dũng hát ca khúc này, bạn còn rất thừa rất là nhiều năng lượng trong bạn. Và em đã biết tiết chế giọng của mình để hợp với ca khúc Phượng Hồng và cũng như là hợp với lại Hồng Gấm. Hôm nay là Hồng Gấm hát quá trời hay. Và sự xuất hiện của Dũng nữa làm cho một cái bài hát nó rất là tuyệt vời. Một cái bên sự nhẹ nhàng, dịu dàng, thì một bên là cứng cáp, vững chãi. Chúc mừng em. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại. Chúng ta có thể gọi đây là một màn song ca rất ăn ý. Anh Long Nhật đồng ý không ạ? Anh còn nói với Quốc Đại, với Nam Cường là dạ như em mặc sớm mới trắng quần tây đen, tại em đâu có biết được anh hát bài gì. Nhưng mà nếu như lần sau gặp lại, anh mà muốn nghe một phiên bản nữa của Phượng Hồng với hai em mà nhớ bạn áo dài trắng và sơ mi trắng nghe. Tài trợ phải không? Không rất là đẹp đúng không anh? Anh Nhật ơi, anh tài trợ làm nhạc với quay đúng không? Đúng rồi, anh làm đi cho. Anh hứa luôn rồi kìa. Hứa rồi nha. Anh hứa. Dạ cảm ơn Long Nhật rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của anh Nam Cường sau khi theo dõi tiết mục này. Một tiết mục đã về phần nghe và đã về phần nhìn. Tại vì là hai bạn ở trên sân khấu, hai cái giọng nó rất là hợp với nhau. Và cái bài hát này ra khi mà bạn hát á, Cường cảm nhận ra một cái phiên bản hoàn toàn khác với những gì mà anh Long Nhật hay là những nghệ sĩ khác trước đây đã thể hiện rất thành công bài hát này. Riêng với bạn thì nó là một cái phiên bản riêng của bạn luôn, một cái Phượng Hồng kiểu khác. Nên nãy giờ mọi người hơi đùa dưới này đó, Phượng là nhuộm đỏ luôn. nó rực luôn, giống như là một cái cây Phượng đỏ rực vậy đó. Thì bạn mang cái cảm xúc đó. Thực ra thì hát kiểu nào cũng không quan trọng, quan trọng là có mang được cái cảm xúc cho người nghe hay không. Và bạn mang được cái điều đó. Cảm ơn chia sẻ của anh Nam Cường cũng như là các khách mời còn lại. Và một lần nữa cảm ơn Nguyễn Xuân Dũng vì đã cho chúng tôi nghe một bài hát với tiếng hát rất là tuyệt vời của bạn.
Chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Độc Thoại, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa song ca với Hồng Gấm. Dạ vâng, trước tiên thì cho phép em xin được gửi lời chào đến bốn vị ban giám khảo và cũng như tất cả mọi người có mặt trong phim trường ngày hôm nay ạ. Dạ, em tên là Lê Châu Phương Tùng, hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào Phương Tùng, công việc hiện tại của Tùng là gì? Dạ, em là ca sĩ tự do. Hôm nay có phải là một cái duyên khi mà bạn biết đến chương trình này hay không? Dạ đúng ạ. Trước giờ ít khi nào mà em nghĩ rằng là mình sẽ có được một cái cơ hội để được song ca với một người nổi tiếng. Tại vì công việc của em là chủ yếu là hát ở những cái tụ điểm nhỏ hơn. Cho nên là việc mà có được một cái chương trình để có thể song ca cùng với một người nổi tiếng thực sự là một trong những điều mà em ao ước rất là lâu rồi. Bằng em đây đã được thành sự thật ạ. Em thì là hơi sợ nha. Tại sao vậy? Bạn hát mà bạn nhập tâm mà cái ánh mắt của bạn nhìn em nói chết rồi. Nhìn sâu thẳm vào mắt mình đúng không Gấm? Chết rồi, em có lỗi gì? Cái cách hát của em ở bài này thì rõ ràng là Hồng Gấm đã bị choáng ngợp. Em xin cảm ơn ạ. Thật ra thì bạn bước ra là thấy một người rất là phong cách. Bạn có một cái kiểu, một cái style riêng của bạn khi bước ra sân khấu. Thì cái đó là một cái điểm cộng. Bởi vì mỗi ca sĩ bước ra sân khấu sẽ phải có một cái riêng. Và cái điểm của bạn ngày hôm nay là chắc chắn rằng sau chương trình này mọi người sẽ nhớ đến tiết mục này. Bởi vì cái cách bạn thể hiện. Nhưng mà diễn trên sân khấu thì có một cái nữa là mình phải tương tác với bạn diễn một chút xíu nữa. Nếu mà mình đưa cảm xúc, ok, mình có nhiều cảm xúc dạt dào. Nhưng mà mình để cho bạn nữ đứng chơi chọi như vậy á, thì thành ra cũng hơi tội cho nữ. Tùng là tương tác với lại Gấm đó, mà lại Gấm cố tình Gấm lùi để Gấm bè. Ừ. Cố tình lùi về phía sau. Hồng Gấm đầu tiên, Hồng Gấm solo quá hay. Cái voice của em quá đẹp. Kể cả cái bài trước Phường Hồng và bài này Độc Thoại. Cái giọng hát em là một tiếng hát lồng lẫy. Và Tùng là em đang kể một câu chuyện tình bằng âm nhạc, bằng chính con tim và khối óc của em. Hoàn toàn không giống ai hết. Tốt xấu hay dở gì, em phải là em cơ đã. Đó mới là nghệ sĩ. Anh rất là đồng ý trong cái phần biểu diễn của em. Yeah. Cảm ơn những chia sẻ và những đóng góp rất là quý báu của các khách mời dành cho Phương Tùng. Một lần nữa cảm ơn Phương Tùng vì đã dành cho chúng tôi một cái tiết mục rất là mãn nhãn vừa rồi. Một câu chuyện mà bạn đã kể theo cách của riêng mình. Gió lại cành cây nhãn nhà.
là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. À dạ, em xin chào anh Bạch Công Khanh. Và lời đầu tiên thì cho phép Y Nguyên xin gửi đến toàn bốn vị anh chị ở đây và toàn thể quý vị có mặt trong trường quay cũng như quý vị đang xem đài qua đài truyền hình Vĩnh Long lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiết mục này đi ạ. Xin mời chị Vân Khánh. Xin chào Y Nguyên. Dạ em chào chị. Phải nói từ đầu chương trình đến giờ đây là một cái giọng ca mà Vân Khánh thấy nói rằng là nó rất là bản năng nhất, rất là bản năng. Kể cả cái phong cách cũng vậy. Bụi. Không nghĩ khi mà bạn bước từ trên đó xuống mà nghĩ là bạn hát cái giọng này đâu. Tại nhìn bạn bụi bặm lắm, ngầu lắm. Chắc nghĩ phải rock riết gì trơn. Ông dè ra giọng ngọt quá trời ngọt luôn. Và Khánh thích là ở cái chỗ là bạn có một cái sự mộc mạc như vậy. Hát bằng cái tình cảm của mình, bằng cái nội tâm của mình, không qua một cái xử lý kỹ thuật gì hết, nhưng mà cũng chạm được trái tim người nghe. Và đặc biệt rằng là bạn diễn cũng vậy. Nó có cái sự e ngại hoặc là bạn cứ như thế này, nhưng mà bạn vẫn feel trong cái nền nhạc như vậy. Bạn không quan tâm, tức là khi bạn đứng trong sân khấu rồi thì bạn không quan tâm tất cả mọi thứ xung quanh. Cái đó là cái lợi thế của bạn. Kết hợp này đã tạo nên một cái tiết mục rất là hoàn hảo. Chúc mừng bạn. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chị Ngọc Liên nói về tiết mục này. Khi mà cất giọng hát lên thì Liên thấy một cái giọng rất đặc biệt, một cái giọng cao lắm. Em hát em rất là khoan thai, giống như là nó không cần một kỹ thuật nào hết, nó không vô một khuôn khổ nào hết. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên ạ. Thank you.
chỉ hai trào nước mắt giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Thấy người xưa kia gặp không ai thương lòng chỉ hai trào nước mắt giận lắm cũng đành ru lại. Quý vị, bây giờ là thời gian cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với diễn viên Lê Phương. 10 giây dành cho quý vị, bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn, hãy giới thiệu về mình nào. Em chào anh Khanh, em chào chị Phương. Thế Chi xin được gửi lời chào trân trọng đến quý khách mời, quý vị khán giả có mặt tại trường quay cũng như quý vị đang theo dõi qua sóng truyền hình Đài Truyền hình Vĩnh Long ạ. Xin chào Thái Chi, tiếng hát của bạn rất là ngọt ngào. Hai bạn đều dễ thương. Và khi mà bạn Thái Chi bước xuống thì Hà thấy rằng tất cả cái sự bao quát của bạn ấy, bạn đều có thể tự chủ được, từ góc máy quay, từ cách bạn diễn, từ cách bạn đưa tay ra để nắm tay Lê Phương. Rồi, chia sẻ của anh Quang Hà. Thế còn chị Ngọc Ly thì sao? Chị bước xuống á là như một nàng tiên vậy đó, có cánh nè, đi xuống mà sang trọng lắm. Cười tươi nữa. Thì thật sự lúc đầu nếu mà Phương mà không chọn á, em xuống vậy chị cũng không nghĩ em hát cái dòng nhạc này luôn á. Chúc mừng em. Cảm ơn chị Ngọc Ly. Em cảm ơn chị Ly. Thực sự là Khánh cũng thích cái luyến lấy của Chi á, tình cảm lắm. Khi mà hát cái bài với Lê Phương á, thì Chi cũng đã làm rất là tốt cái phần của mình, tức là đưa vô những cái câu luyến lấy trong dân ca. Thấy cái cách xử lý cái cột hơi, cái rung của Chi á, cũng khá là ngọt ngào. Trong số 8 bài hát mà mình phải tập luyện á, Thái Chi có thể hát một ca khúc khác mà không phải là dòng này được không? Dạ, một trong 8 ca khúc mà Chi thích nhất đó là bài Ước Gì của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh ạ. Ước Gì, dạ, một đoạn câu tặng Chi chúng tôi nhé. Em đã biết cô đơn là thế, mỗi khi cách xa anh. Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Rất là tuyệt vời, dòng nào bạn hát cũng rất là ngọt ngào đấy ạ. Và một lần nữa cảm ơn diễn viên Lê Phương và Thái Chi. Trường nào đã qua đã khiến ta gặp nhau, đến nay hóa ra biển sâu, chẳng thể nào còn trông thấy nhau. Lời nào anh đã trao đã trôi về đâu, tình nào ta khát khao đã phai tàn màu. Chỉ còn lại trái tim cứ đau thật đau, vết sao cứ sâu thật sâu, nhưng vết sao tựa những thương yêu. Vì tôi đã dâng trọn hết trong người, cả xác thân và tâm linh hồn, và tôi cứ yêu chẳng cần nghĩ đến sao.
như đang đắm đuối trong mong mơ. Trái tim vẫn chưa ùa nhau và ta chưa xé nát tâm hồn nhau. Tại sao cứ yêu là cứ sầu, đối với nhau như nước quá cầu, rồi oan trách nhau sao mình mãi mãi không gần nhau. Trái tim vẫn chưa ùa nhau và ta chưa xé nát tâm hồn nhau. Người yêu cũ có người yêu mới, bước bên nhau đoạn đường đi tới, người ta thấy
sẽ hơn trách tôi bất công vì còn thương em. Hình dáng của em như là lời nhắc cho tôi rằng Sài Gòn lạc nhau là mất kẻ ở người đi lối vô tình. Sài Gòn lạc nhau là mất kẻ ở người đi lối vô tình. Sài Gòn lạc nhau là đó là ca khúc Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới. Một tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái đang mặc một chiếc đầm rất là bí ẩn. Em chào anh, em chào anh Hà Nói Trương và chào các anh chị bên dưới và các khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu thì em tên là Quỳnh Như. Dạ, và hiện tại thì em đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của bạn là gì? Công việc chính của em là nhà sáng tạo nội dung về thời trang và idol live stream ạ. Xin chào Quỳnh Như. Dạ vâng. Thế thì ca hát chỉ là niềm đam mê? Dạ đúng rồi. Tại trước đây thì em có theo đuổi âm nhạc nhưng mà hiện tại thì em lùi về sau nên là em sẽ hướng về thời trang nhiều hơn là ca hát. Bạn có nghĩ là hôm nay bạn sẽ song ca ca khúc này với chính tác giả không? Dạ không, chưa, em chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ Khanh muốn nghe nhận xét của ba vị khách mời sau khi thưởng thức phiên bản Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới lần đầu tiên trên song ca giấu mặt. Cái giọng của bạn á, thì thực sự nó rất là đặc biệt, không có xen lẫn vào ai được hết. Ví dụ bạn cất giọng lên là biết, ồ đây là Quỳnh Như. Thì mình nghĩ là mình vẫn có thể làm song song hai công việc mà. Và Gấm tin là bạn cũng sẽ hạnh phúc khi làm điều đó. Chúc bạn sẽ thành công trong tương lai. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Hồng Gấm. Khanh muốn nghe chia sẻ của anh Hoàng Bách. Cái đầu tiên là phải chúc mừng hai anh em tìm thấy nhau, hai bạn tìm thấy nhau. Đây là một bài hát rất là nhiều cảm xúc. Và nếu cái giọng hát nó chỉ thiên về một cái yếu tố nào đó mà thiếu đi cảm xúc thì sẽ không thể hát được cái bài hát này. Hôm nay em làm rất là tốt. Thực sự cái sân khấu này, cái bài hát này đúng thực là dành cho em. Và phải chúc mừng Hamlet Trương là tìm được thêm một người hát bài hát của mình hay nữa. Anh đánh giá em là một người rất là sáng tạo, tại vì em làm về thời trang và em đã thổi hồn vào bài hát này cũng rất là hay. Bài hát này tựa giống như một cái bài hát rất là nhanh, nên thật ra là nó đòi hỏi mình phải có nhiều cảm xúc đổ vào đó, và đặc biệt là mình phải rất là nhanh về cái lưỡi của mình để mà mình rõ lời và mình có thể xử lý cái bài hát này. Và anh nhận thấy em đã làm cái điều đó rất là tốt. Cảm ơn anh Kheo rất nhiều. Anh mong lòng mơ em không
rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của anh ngày đầu hết thương rồi. Lạc bước giữa những đam mê tâm tối, liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi. Người năm xưa đâu rồi, lạnh băng tiếng khóc cười. Em ở nơi xa xôi vô lối. Mà đất nữa giữa đôi chân chúng ta, thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ. Ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hòa. Dẫu trần gian cho em đắng cay, nơi anh là nhà. Sẽ bắt đầu thời gian bình chọn dành cho quý vị khán giả tại trường quay với 10 giây. Xin mời. Quý vị thân mến, thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai đang đứng cạnh Khanh và Hồng Gấm đây. Xin chào bạn. Dạ vâng, và lần đầu tiên xin cho phép em gửi lời chào tới chị Hồng Gấm, dàn nghệ sĩ khách mời cũng như là toàn thể mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay, cũng như là khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ, một lời chào trân trọng nhất ạ. Em tự hiệu, em tên là Nguyễn Ngọc Thịnh và em năm nay 21 tuổi và em đang là sinh viên của trường Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Nguyễn Ngọc Thịnh, trong trường Y Dược bạn học khoa nào? Dạ em học đa khoa. Wow, một bác sĩ tương lai. Dạ vâng, và đây cũng là lần đầu tiên em thử sức với một sân khấu như thế này. Khán giả cũng như là được song ca với một người nổi tiếng. Cho nên là em có hơi bị một chút run cũng như là một chút xíu áp lực nhẹ nhẹ khi mà nhưng mà đứng không gần sao, tiếng hát của bạn vẫn chinh phục được chúng tôi đấy. Hồng Gấm ơi, cảm xúc của bạn như thế nào khi mà song ca với chàng trai này? Chị cảm nhận được em là một người đã có rất nhiều trải nghiệm trong tình cảm và có thể là trong cuộc sống, mà giúp cho cái giọng hát của em nó chín chắn hơn. Và chị tin nó sẽ còn vươn xa hơn nữa. Cố gắng lên nha. Vâng ạ, đó là chia sẻ của ca sĩ Hồng Gấm. Không biết anh Hamlet, anh nghĩ gì về tiết mục này? Thật ra thì cặp đôi này đến được với nhau là nhờ tôi á. Đúng không? Tại vì tôi chọn Gấm hát trước thì Gấm mới chọn số 3. Chứ tôi thấy số 3 là nhiều người cũng muốn hát chung, tại vì bạn rất là năng lượng ngay từ đầu rồi. Cảm ơn một tiết mục tuyệt vời. Vâng, kính chào bạn nào quen Hamlet. Thịnh bước chân xuống thì từ trong đầu ra anh nảy ra là cái thằng bé học sinh cấp 3 nào mà nên đi vào đây làm gì? Đi lạc à? Đi lạc à? Nhưng mà khi em cất giọng lên thì nó tương phản hoàn toàn với những gì anh đã tưởng tượng. Đó, một cái giọng rất là nam tính, có cái độ rung đặc biệt dày, giọng về cơ bản là giọng tốt và hát xử lý có cái riêng của mình. Chúc mừng hai chị em. Cảm ơn lời khen của anh Hoàng Bách.
Thế còn KO thì sao ạ? Một cái mà KO cảm thấy rất là hài lòng với cái phần trình diễn này, đó chính là cái sự thoải mái trong người của em á. Và mỗi khi là mình lên sân khấu và mình có một cái sự thoải mái đó, mình rất là tỏa sáng, là mình tự nhiên và mình giống như là một người đang làm những cái gì mình mong muốn trong một cái khoảnh khắc mà mình thực sự cảm thấy hạnh phúc. Sương lặng lẽ bên em, đọng trên đôi mắt vô tư để buồn cho con phố nhỏ, để một người đến vắng. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này.
10 giây của quý vị bắt đầu. Thời gian bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay đã kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái có một chiếc áo rất là xinh xắn và một giọng hát cũng rất là lãng mạn. Trước tiên thì Hiền Lê xin được gửi lời chào đến tất cả bốn nghệ sĩ khách mời, anh Bạch Công Khanh cùng toàn bộ tất cả quý vị có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn mọi người. Hiền Lê thì là một nghệ sĩ chơi đàn violon và cũng đôi lần được kéo đàn cho anh kia nhớ hát rồi ạ. Và hôm nay rất là vui khi được hát cùng với anh. Vậy là người quen. Xin chào chị Hiền Lê. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của ca sĩ Hồng Gấm, bởi vì khi mà chị Hiền Lê hát thì Hồng Gấm đã quay sang Khanh nói là đây là người quen. Dạ. Xin chào Hồng Gấm. Dạ chị. Em thì có cơ hội được làm việc chung với chị Hiền Lê rất là nhiều show rồi. Chị là nghệ sĩ kéo violon. Nhưng mà em rất là bất ngờ bởi vì hồi đó giờ em chưa được nghe chị hát. Và hôm nay là lần đầu tiên. Lần đầu tiên em được nghe và em thật sự rất là bất ngờ. Bởi vì cảm thấy rồi, sắp có một đối thủ cạnh tranh rồi. Em rất là ấn tượng với cái phần biểu diễn vừa rồi của chị. Cảm ơn chị, một tiết mục rất là tuyệt vời. Cảm ơn những lời khen của ca sĩ Hồng Gấm. Anh Hoàng Bách ơi, anh đang nghĩ gì đấy ạ? Tiếng hát này có làm anh sao động tí nào không? Cái giọng hát này đối với Bách là hơn cả mức sao động. Bởi vì đầu tiên là cái bài hát đã. Cái bài hát đưa mình về một cái ký ức mà lúc đấy mình là một cái cậu bé mới lớn, thanh niên, bắt đầu tuổi thanh niên. Và thực sự nó rất là mơ mộng. Một bài hát rất mơ mộng. Rồi nghe giọng hát thì mình bảo là đây rõ ràng không phải là một cái ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng mà có cái gì ở bên trong đó. Mình cảm thấy là về nhịp phách, về cao độ, về cách xử lý thì mình thấy nó có cái bài bản ở trong đó. Thế là, thành ra Bách rất là bất ngờ khi mà cuối cùng biết được đây là một người đồng nghiệp trong giới chơi nhạc của mình. Anh không biết là sau cái cuộc thi này thì em có tính là đi làm ca sĩ chuyên nghiệp không thì anh không biết. Cái đấy nó sẽ là cái quyết định của tương lai. Nhưng ít nhất thì mình đã thấy là một cô bé yêu hát ngày hôm nay thực sự là hạnh phúc với tiếng hát của mình trên sân khấu và được nâng đỡ, cổ vũ bên cạnh bởi một anh chàng rất đẹp trai nữa thì quá tuyệt vời. Chúc mừng hai bạn. Yeah. Nhân tiện đây thì em cũng phải thực lòng là violon á là định mệnh của em, là máu thịt của em, nhưng mà còn ca hát thực sự nó là đam mê của em. Em chỉ biết là em đã tìm được đam mê của mình, đã tìm được cái điều mình muốn làm trong cuộc đời thì em sẽ làm thôi. Em sẽ cứ làm bằng những cái gì mà em có, bằng tất cả những cái hạnh phúc của em. Thời gian dành cho Nam Cường, bắt đầu. Hát chung với nữ đi Cường. Số 3 hoặc số 5 á Cường. Hả? Số 3, số 5 ok á ha. À, số 3 cái đậm đó. Hát với nữ đi em. 3, 5 bấm. Anh sẽ chọn số 4. Bây giờ sẽ là nếu có yêu tôi và anh Nam Cường cùng với người chơi trong căn phòng số 4. Đến lúc tôi xa người, đừng đợi ngày mai, đến khi tôi phải xa đi, ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ, đừng đợi ngày mai, đến lúc tôi xa đời, đừng đợi ngày mai. Làm sao tạ lỗi cùng người, rộn ràng một nỗi đau hey, nghẹn ngào một nỗi vui, dịu dàng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui yeah.
về đâu, chốn nào tựa nương. Đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời, đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành thành mây khói. Cát bụi làm sao mà biết mỉm cười, rộn ràng một nỗi đau. Bây giờ sẽ là thời gian mà quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Xin mời. Mười giây dành cho quý vị khán giả tại trường quay đã hết. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào bạn. Dạ vâng, lời đầu tiên xin cho phép em Vũ Đức Mạnh được gửi lời chào tới bốn anh chị khách mời, anh MC cũng như là quý vị ngồi trước trường quay và quý vị trước sóng truyền hình ạ. Xin chào Vũ Đức Mạnh. Đây có phải là dòng nhạc bạn yêu thích không? Nó cũng nằm trong những dòng nhạc mà em yêu thích. Tại vì Khanh cảm thấy bạn tung hứng với nó rất là dễ dàng. Bởi vì tự dưng cứ nhạc lên xong rồi xuống rất là may, nhờ anh Nam Cường thấy anh sung quá, thế là em được tiếp thêm năng lượng. Thực sự rất cảm ơn anh. Không có đâu em, tại ngay từ đầu anh bị áp lực em á. Anh bị áp lực em bắt buộc anh phải nhoi hơn, hiểu không? Chứ bình thường anh lên anh đâu có nhoi dữ vậy đâu. Tại vì ngay từ đầu bước ra là trên cái ô số 4 á, là bạn đủ kiểu á, người ta đứng dưới này hát cái đứng gì này đó. Không, có màn đấy ạ, chứ nếu bỏ ra là em không dám. Không dám. Nó xuống đây xong cái cũng áp lực bạn, mà may cái nhờ như vậy mà hai anh em mình cũng coi bộ cũng ăn ý hen. Dạ, bắt tay. Dạ, cảm ơn anh. Đây là một bài song ca, anh cứ nghĩ rằng là thu âm rồi không à. Cả hai người đều hát tốt một cách bất ngờ. Tự nhiên em thấy em muốn quay về làm nhạc sĩ nhiều hơn làm ca sĩ anh. Đúng rồi, anh ủng hộ. Hổ thẹn với lại, ủa anh ủng hộ hả? Anh ủng hộ. Cảm ơn. Sao cái ủng hộ của anh mà em nghe nó hơi buồn buồn ha. Dạ. Em có một cái màn trình diễn xuất sắc quá em ơi. Em ra em nhảy, em nhúng từ ở trên bước xuống. Anh cảm thấy như em không phải là kiểu là thí sinh anh. Dạ. Rõ ràng bạn này chắc là phải có đi hát, phải có trình diễn nhiều rồi mới có được một cái sức mạnh mà trên sân khấu bùng nổ như vậy được. Cái điều ban đầu khi anh nghe em hát và em xuất hiện, ừ, bạn này giống giống Quang Hà ta. Đó, nhưng mà một hơi thì cái suy nghĩ đó nó không còn trong đầu anh nữa. Bởi vì anh bị thuyết phục và bị tập trung hoàn toàn vào cái phần trình diễn của cả hai. Cái mà anh thích của em á là không phải là một cái giọng hát trau chuốt quá nhiều hay là một cái giọng hát nó quá kỹ thuật, mà cái cách em hát như em kể chuyện á, anh thích cái kiểu đó đó. Và hai anh em đã kể cho chúng tôi nghe một cái câu chuyện quá dễ thương. Yêu đời. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu ngay bây giờ. Vâng ạ, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất nhiều. Một tràng pháo tay nữa cho tiết mục của chúng ta. 10 giây bắt đầu. Tự hát cái nữ của anh ha. Tự hát cái nữ đi. Cái tông giọng dễ hơn. Bấm đi Liên ơi, 3 năm. Bấm nút đi ạ. Số 3. Bây giờ sẽ là liên khúc 20-40 và Kim với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Liên và người chơi trong căn phòng số 3.
Thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa xong ca với chị Ngọc Liên. Nếu như chọn chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. 10 giây, bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Em xin chào tất cả bốn vị khách mời cùng mọi người đang có mặt ở đây ngày hôm nay ạ. Rất dễ thương phải không quý vị? Bạn tên gì? Xinh quá trời. Dạ, em tên là Bùi Huyền Thảo My. Em còn có nghệ danh là My Carol. My Carol. Em hiện đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Thế có nghĩa là ca hát là cái niềm đam mê của bạn đúng không? Dạ. Em theo ca hát từ nhỏ, nhưng mà lúc mà học đại học thì em lại vô trường học. Cái chuyện mà là một diễn viên đi làm ca sĩ là điển hình Nam Cường đây. Anh Nam Cường này em cũng là trường sân khấu điện ảnh mà ra. Thì sau này ảnh thành công đầu tiên là bên vai trò ca sĩ chứ đâu phải là diễn viên đâu. Ảnh thành công bên ca sĩ xong rồi lúc ảnh quay ngược ra về anh đóng phim, anh đóng kịch. Anh đã chọn cái con đường nào cũng được hết trơn, miễn sao mình làm thật tốt với cái công việc mà mình đang lựa chọn ha. Anh lúc đầu anh hơi lo, tại vì chị Liên ra giọng chị dày quá. Đúng rồi. Giọng chị dày và cái lực của chị hát cũng như là cái năng lượng của chị ở trên sân khấu á. Tức là em rất là lo lắng khi mà em vừa mở cái mạng xuống một cái em ngồi em nhẩm liền. Ây da, bạn này trẻ quá, bạn này trẻ quá. Anh sợ rằng cái giọng của em sẽ bị mỏng hơn khi đi ra. Nhưng đó là cái lo sai lầm của em anh. Khi em bước ra em cất tiếng hát lên, đúng là cái giọng của em nó có hơi mỏng hơn một chút thật. Nhưng đổi lại giọng em rất sáng. Bắt giọng em rất sáng và ăn micro và nghe rất là bắt tai theo kiểu dễ thương, rất là phù hợp với lại cái ca khúc này. Liên cũng hơi hồi hộp khi bạn xuất bằng cất giọng hát lên, thì Liên nói là rồi, Liên là chọn đúng cái giọng rồi, tại vì cái giọng bạn đúng cái sở trường của Liên luôn, cho nên là hai đứa sẽ hát ăn ý. Và Liên cũng
với bạn cũng giao lưu, cũng hát, cũng hiểu ý. Khi mà ánh mắt của Liên nháy bạn thì bạn cũng biết và bạn đổi chỗ và bạn cũng khều khều Liên chị. Giống như là chị phải vậy không? Thì đổi qua đổi lại thì thấy có sự ăn ý cũng nhẹ nhẹ. Nên là rất hài lòng với em. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Anh Nam Cường ơi, anh cảm xúc như thế nào ạ? Một cô bé nhìn từ xa rất là dễ thương, rất là mong manh. Thì anh chỉ sợ là em sẽ bị lép so với chị Liên. Nhưng mà cái giọng của em rất là sáng, tức là hai người sẽ không bị chồng lên nhau, nó sẽ có những cái điểm riêng để tạo nên cái điểm gọi là các cá nhân của mỗi người trong cái ca khúc. Cảm ơn chia sẻ của anh Nam Cường cũng như là các khách mời còn lại. Thời gian của anh bắt đầu. Và xin mời anh quyết định. Và bây giờ sẽ là tiết mục yêu. Yêu là tiếng cuồng quay nhịp đập ta khát khao. Sầu đau buồn phiền ta sẽ chia. Yêu là không cần chi dù cho đời đắng cay. Yêu là yêu ngàn đời xin dâng hiến. Yêu cần chi lời nói ngọt ngào nhưng trắng phai. Yêu cần chi ánh mắt nụ cười trong phút giây. Yêu mà sao người nỡ để lòng anh đớn đau. Yêu mà sao tình em vội lãng quên. Tình yêu tình không tiếc nuối, chót yêu nhau dấu thương
là không cần chi dù cho đời đắng cay. Yêu là yêu ngàn đời xin dâng hiến. Yêu cần chi lời hứa ngọt ngào nhưng trong phai. Yêu cần chi ánh mắt mà cười trong phút giây. Yêu mà sao người nỡ để lòng anh đớn đau. Yêu mà sao tình em vội lãng quên. Bây giờ sẽ là thời gian bình chọn của quý vị khán giả dành cho cô gái vừa hát xong ca với anh Nam Cường. Nếu chọn, chúng ta chọn phím A. Nếu không chọn, sẽ nhấn phím B. Thời gian 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này. Xin chào bạn. Xin chào anh Bạch Công Khanh. Và xin chào tất cả quý vị khán giả cũng như là anh Nam Cường cũng như là ba anh chị khách mời còn lại ạ. Em là Hải Phương. Xin chào Hải Phương. Dạ. Ở cái ca khúc này á, Vũ thấy được cái sự tập trung của bạn rất cao độ. Khi bạn vừa bước ở chỗ đó xuống, đứng trong trọng, có nóng nha quý vị. Có một cái sự nóng nực tại vì nó một không gian kín. Cái cọng tóc của bạn nó bị dính ngay trên cái má bên tay phải của bạn. Nhưng bạn tập trung vào cái giọng hát từ đầu cho đến cuối. Cho đến khi mà hết bài nhạc, nhìn anh Nam Cường cười một cái bắt đầu mới. Dạ em cảm ơn, mới vuốt nó qua. Điều đó em sẽ mang cho em một cái sự hấp dẫn, sự chuyên nghiệp. Hấp dẫn những cái điều tuyệt vời nhất. Em mới có được cái màn trình diễn tuyệt vời như ngày hôm nay. Dạ em cảm ơn anh Vũ. Tại vì sao? Tại vì khi mà Cường với lại Phương đang hát á, anh có liếc nhẹ. Ủa liếc nhẹ hả? Nặng lắm, em thấy anh nặng lắm luôn á. Ủa nặng liếc qua bên tay phải hả? Liếc nhẹ qua đây thì anh thấy Vũ ngồi coi vậy nè. Ngồi nghe mà say mê đó. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái tiết mục này, cái sự phối hợp của hai bạn rất là ăn ý. Hai cái giọng nó hòa quyện vô với nhau. Một người thì nói về tình yêu một cái kiểu như là cuồng nhiệt, nóng bỏng, dữ dội. Còn một người bên đây nói về tình yêu bằng một cái sự thâm trầm, cái nhẹ, sự sâu sắc, đỉnh đạt. Tự nhiên hai cái con người đó với hai cái giọng hát kết hợp với nhau trong cái bài này, mình thấy nó hòa quyện, nó tuyệt vời. Chúc mừng. Đó chính là yêu đấy ạ. Và thưa quý vị, tất cả những điều hấp dẫn vẫn còn ở phía trước.